Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn nhé. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé các bạn nhé. Sau những ngày dồn vào vòng hoa đến trao quà của các mạnh thường quân đến với người nghèo, thì sáng nay dồn vào vòng hoa lại có mặt ở khu trang trại các bạn ạ. Sáng nay thì đang là buổi sáng sớm. Ở phía sau dồn vào vòng hoa đây này, mây sương mù rất là đẹp luôn. Sáng nay thì dồn với vàng hoa sẽ đi làm cỏ ngô và cỏ lúa này. Xong sau đấy là trồng thêm hạt bí các bạn ạ. Đây, dồn và vàng hoa đã chuẩn bị được rất nhiều hạt bí đây rồi. Xin mời tất cả các bạn đi cùng dồn và vàng hoa các bạn nhé. Hiện tại đang là buổi sáng sớm, sương mù rất là đẹp các bạn ạ. Có vẻ là hôm nay sẽ là một ngày trời nắng rất là to, nên vàng hoa và dôn sẽ phải đi làm sớm. Đây là giống bí siêu quả nhé mọi người nhé. Như vậy là dồn vừa với vàng hoa vừa mới trồng từ đằng đầu nương đằng kia đi sang bên này các bạn ạ. Bây giờ dồn và vàng hoa sẽ đi chặt những cái mầm chuối như ở dưới này này để cho lúa với ngô phát triển nhé. Thì những cái mầm chuối này sinh trưởng rất là nhanh, trong vòng một tuần thôi nó đã lớn như này rồi các bạn. Ngô mọc đẹp lắm các bạn ạ. Bắt đầu nhiều ra cỏ nhiều đấy nhỉ em nhỉ.
Như vậy là Dôn và Vàng Hoa vừa chặt cái mầm chuối xong rồi nhé các bạn nhé. Khoảng một tuần sau thì cái mầm chuối này nó sinh trưởng rất là nhanh. Một tuần sau thì mình lại lên mình chặt. Bên này là lúa nương, còn bên này là ngô này các bạn này. Xong rồi nhờ về đi em nhỉ. Tốt nhỉ, hoa bắt đầu ra hoa đấy. Bây giờ Dôn ấy vàng hoa sẽ nhổ cỏ ở đây các bạn ạ. Đây là hoa sao nhái các bạn nhé. Đây bắt đầu ra hoa rất là nhiều đấy. Nụ nhiều lắm. Khi nào hoa nở hết thì thành cái bờ ao này rất là đẹp luôn các bạn. Hôm nọ anh gieo cả
hạt đu đủ vào đây à? Đúng, nó có một ít hạt đu đủ đấy mà, sao anh quãi vào đây nhá. Một to được lắm. Hôm nào mình lấy phân gà cho vào nữa chắc là tốt lắm nhỉ. Hôm nay nhiều cỏ lắm nhỉ. Bí là rất là hợp với quả bí nhá, để mà nấu quả bí rất ngon. Mình mong hai cái kiểu nấu thì rất ngon các bạn nhé. Đây là mầm chuối mà mình đã băm ra đây nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ trộn với bột ngô các bạn ạ. Bột ngô với bột gạo. Xong sau đấy là mình sẽ đảo đều lên và đem chan lợn. Lợn rừng thì rất thích ăn cái đồ sống như thế này. Giờ mình nấu chín thì nó lại không ăn mấy.
Đây. Bột gạo chắc phải cho hai chậu em nhỉ? Bao để em thử xem. Không hết đâu, này đây còn một chậu nữa. Đây là bột ngô và bột gạo nhé các bạn nhé. Ngon nhỉ? Thơm. Cho nó ủ đây một lúc. Thì lên trên trên chỗ kia, chỗ kia. Đấy. Lên trên nữa không dốc quá đổ mất. Chia ra, chia ra. Chia ra cho bé cho nhau. Ha ha, mấy con vịt này ăn gớm thật. Em đi lấy ít bột ngô ra cho toàn bộ không. Ừ. Gà ăn rất là mạnh nhé, cả vịt nữa. Bà Hoa đang đi lấy nước cho gà nhé. Ui ăn khỏe nhờ. Một lúc đã gần hết rồi. Em mới cho thêm vào cũng được. Cho thêm một xíu nữa. Rồi, rồi bên này ít nữa. Các bạn ơi, như vậy là vừa rồi John và Vàng Hoa đã làm xong công việc ở trang trại rồi. Buổi sáng dậy thì John và Vàng Hoa đã đi lên nương để chặt mầm chuối cho nương ngô của John. Và sau đấy là về chăn lợn rừng và gà. Bây giờ thì John và Vàng Hoa sẽ đi trao quà thiện nguyện của Mạnh Thường Quân. Vừa hôm qua thì John có nhận được một số tiền của cô Sunny Lâm. Cô đang sống ở Canada. Cô có nhờ John mang số quà đó đến trao cho một số hộ gia đình nghèo khó và gặp hoàn cảnh khó khăn tại nơi mà John đang sinh sống. John và Vàng Hoa xin hẹn tất cả quý vị và các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào mọi người. Nhá, giống lên nhé.